mỗi đứa một kênh, tên khác nhau tìm không bao giờ thấy. Hiểu không? Ừ, tự dưng 100 đứa mở ra cứ Linh Trang Bon, Hương Trang Bon gì đấy thì tìm Trang Bon thấy ngay. Nhưng về nó lại tổng đại lý Phan Anh, đúng không ạ? Hay là này, mỹ phẩm Phan Anh thì tìm Trang Bon thấy vào mắt, mà tìm Phan Anh cũng không thấy luôn. Sau bắt đầu là gì? Làm cái cuộc thi. Sếp bắt làm cuộc thi là làm video thưởng tiền. Bắt đầu quay này, ngồi một cái bàn như thế này thôi, quay nhá. Mua một cái chân máy điện thoại để đằng trước, đặt cái iPhone đấy, ánh sáng nữa. Chờ lúc mọi người đi ngủ hết rồi mình mới bây giờ làm kiếm thêm mà. Đó à, đứng đây này. Chào các bạn, tôi là Phan Anh. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn ở bộ mỹ phẩm gì gì đấy, đúng không? Cách thức như này nó bôi ra chát chấu lên đấy, hướng dẫn nghe nhé, đúng không? Cứ làm sai thì sẽ làm lại, dần dần sẽ làm đến lần thứ hai, lần thứ ba sẽ chuyên nghiệp. Đầu tiên thì run lẩy bẩy nói sai bạn sai, lần sau sẽ hay. Không ai làm lần đầu mà hay ngay được, đúng không? Đừng có ngại, nhưng mà trước khi mình đăng lên mình có thể đưa vào group nhờ chị em góp ý. Đấy, hôm qua tôi làm demo như này theo ý của thầy thì các chị em góp ý giúp tôi, góp ý để chân thành nhé. Bắt đầu nó đưa lên group đấy, cái gì thế này, đúng không? Trên tràn nó mài nó khóc, nó không làm nữa đâu. Lại không ai comment gì cả, xấu hay là xấu đều đẹp lắm, cố gắng đấy. Nó lại tưởng đẹp thật, nó đăng lên. Mình góp ý thẳng thắn như lịch sự là theo em thì ánh sáng phải cần tốt hơn, đúng không ạ? Chị nên có bố cục như này như kia. Đấy, không sao, chị làm đi, mọi người sẽ được hưởng lợi từ việc đó. Và tôi tin rằng các bạn cộng đồng có hiểu biết. Các bạn hãy nghe tôi như này nha. Nếu như mỗi người làm một video một ngày thì các bạn có 100 video một ngày. Các bạn có 100 đại lý không? Nhanh không? Phan Anh làm hơn 1 năm mới được 200 video. Vì sao? Mỗi mình Phan Anh làm. Hôm nay đi chạy này, tối về có làm được video không? Làm bằng mắt. Đứng bây giờ không vững thế này. Đúng không ạ? Thế thì mình có 100 đại lý. Mỗi ngày mình làm một video 3 phút, 5 phút thôi. Mình có 100 video. Tháng quay ra có 1000 video nghe. Đúng không? Đơn hàng chắc chắn là có luôn. Còn làm cái gì? Thì lại hỏi tôi. Đừng có bật nhầm video đấy. Không phải máy của nó, không phải máy của tôi. Máy của tôi không có video nên không sợ. Mình làm cái gì? Video nhá, mình làm những cái thứ như này đi vào. Được chưa? Thứ nhất là video giới thiệu về sản phẩm. Mình có thể viết kịch bản. Kịch bản thì bác chị Trang thì biết, không biết được thuê tôi nhá. Có một địa chỉ đáng tin cậy để thuê rồi, đúng không? Nhưng mà nhớ là giá rẻ không làm. Thứ nhất là kịch bản. Kịch bản là giới thiệu sản phẩm. Thứ hai là feedback, phản hồi của khách hàng. Cứ năn nỉ mấy chị mà càng xinh càng tốt nhá. Trong danh sách khách hàng của mình, chị nào thân, chị nào xinh, chị nào có uy tín, như nào uy tín, ví dụ giáo viên, bác sĩ, làm công sở, như nào uy tín hơn gì nữa. Đấy, cứ tìm những mẹ đấy, những chị đấy để làm gì? Năn nỉ nhờ chị làm feedback cho. Feedback bây giờ dễ lắm. Cứ cầm cái điện thoại lên, quay một cái 3 phút, 5 phút. Chào các bạn, mình là Phan Anh, mình đang sử dụng mỹ phẩm Trang Bon. Mình thấy qua một thời gian dùng mình thấy rất là tốt. Các bạn nhớ ủng hộ nhé. Đúng không ạ? Bởi ngoặc mình là người dùng nên mình không phải người bán đâu. Câu đấy phải không quan trọng, đúng không? Nó đang xem làm phim cười ra. Thế là mình đừng lời, mình cứ đăng cái video lên kênh của mình. Sau đó Trang Bon Cosmetic gom hết tất cả video đấy về. Tháng 2 tháng có 1000 video ngay. Mà lúc
người đó tin và thấy mình luôn. Hay không? Một người làm sao mà 1.000? Tôi làm hơn 1 năm nay mới được có 200 video đây này. Mà đấy là nhà tôi còn quay sẵn, máy quay, máy studio sẵn hết. Xong rồi các em tôi, học trò tôi nó còn kỳ hết, nó làm biên tập video giúp. À, nói chuyện này nó lại hoàn kỳ video nhanh cho thầy nhé. Lỡ lâu quá rồi đấy. Tranh thủ đời nào đi. Nội dung thứ ba là gì ạ? À, mình có thể ví dụ những cái sự kiện như này, mình quay sự kiện, đúng không ạ? Mình quay sự kiện, mình gặp gỡ khách hàng. Đấy, hoặc là nội dung thứ tư, mình có thể live stream. Sau khi mình live stream Facebook xong, một cái mẹo nhé. Mình live stream Facebook xong mình làm gì? Tải cái video đấy xuống. Nó vì nó trên Facebook, up lên YouTube của mình. Hiểu không? Thì nó chính là tư liệu để người ta xem. Thế còn bây giờ cái mốt mà dùng Vlog Beauty ấy, dùng mấy em mà chuyên trang điểm này nọ ấy, thì cái mốt đấy nó hơi cũ rồi. Nhưng mà Chapon Cosmetics có thể làm được bởi vì CEO của công ty này tôi được biết là rất xinh, đúng không ạ? Ừ. Cho nên là lôi cô ta, bắt cô ta làm được đấy. Sau đó là cả hệ thống sẽ được hưởng lợi. Đúng không ạ? Ví dụ như chị Trang có thể là gì ạ? Ở nhà đầu tư để chủ động có thể tự đầu tư một cái studio nhỏ, hoặc nếu không thì thuê một bên nữa làm, là hướng dẫn các bạn ăn mặc đẹp, các bạn gái ăn mặc đẹp như này, trang điểm như này. Đấy, với cái tư cách mình là một cái người mà mình rất là thích cái đẹp thôi, mình không phải chuyên gia chuyên rất gì cả. Đấy, ví dụ như là đi dự tiệc thì mình mặc trang phục như thế này, mình làm tóc như này vân vân, bọn nó cực kỳ thích những video kiểu như vậy. Ngày xưa 10 năm trước ấy mà làm thì bây giờ giàu khủng khiếp rồi. Bây giờ thì nó nhan nhản rồi. Nhưng mà mình vẫn có thể làm được, giống như tôi làm thế này. Trên mạng các bạn thấy bọn làm đào tạo nó ra những video này cực nhiều. Nhưng mà video mà đầu tư bài bản chuyên nghiệp thì chỉ có tôi. Thực ra nội dung nói là rất giống nhau, nhưng cách thể hiện các bạn sẽ thấy rất khác. Hiểu ý tôi không ạ? Vâng. Bật một cái video thì sao nào? Chọn cái nào bất kỳ thế nào, đẹp đẹp không? Chúng ta có thể chi rất nhiều tiền cho việc thiết kế của... Thực ra tôi chưa bao giờ xem lại những video của tôi đâu. Thế nhưng mà... Có phải vì số lượng nhiều quá? Tiền cho quảng cáo và truyền thông. Hiện nay bây giờ tôi có khoảng... Tính đến thời điểm này tôi có khoảng 1.200 video như thế này. Sao bây giờ cứ phải làm quảng cáo? À, thế thì như này. Đấy thì mọi người xem, mọi người sẽ thấy là ông này rất là chuyên nghiệp. Đúng không ạ? Tôi chỉ muốn nói với anh chị rằng là Tại vì vấn đề chỗ là như này. Cái hình thức lừa bạn. Tất cả những bọn kia nó đều đang làm kiểu là nói ba lăng nhăng, rồi kiểu quay màn hình, rồi kiểu dùng điện thoại, trông nó rất là nhích nhác. Thế thì tự dưng người ta nhận được một cái chất lượng hơn thì người ta sẽ đánh giá mình cao. Và thực tế thì các đơn hàng đến từ YouTube của tôi là cũng có khá là đều đấy. Tất nhiên không giàu được, không giàu được, chia sẻ thật mọi người là không giàu được. Nhưng mà mỗi ngày có một vài khách hàng người ta hỏi, 3, 5, 7 khách hàng người ta hỏi là phổ biến luôn. Thì đấy chính là cái thu nhập thụ động của mình, nó có thể không giàu được nhưng mà mình có thể kiếm được một số tiền nho nhỏ, đúng không ạ? Và mỗi một cái công cụ nó sẽ đem về cho mình một số khách hàng. Ok, rồi, quay lại slide. Mọi người có thể vào trang này xem nhé. Ừ, nhưng mà xem cái gì xong phê xong là phải mua, bởi vì là nó chỉ đăng lên đây có 1/3 số lượng video thôi. Ừ, đang ăn thòm thèm muốn ăn thêm phải trả tiền. Bạn thả thính, học cái video này không đáng bao nhiêu tiền đâu ạ, rất là rẻ, có vài trăm nghìn thôi mà. Và trong nhìn một cái video vậy. À, rồi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn một chút về bán hàng bằng live stream.
vào tình trạng là nếu như tối nay các bạn về các bạn livestream không có người xem,